ung dung cắt ngang dòng xe đông đúc. Đi giữa lòng đường mà chẳng cần biết sau mình là ai. Thôi thì tặc lưỡi, đường phố nó thế. Nhưng khi ra đến cao tốc thì Dù đã có quy định dành riêng cho người đi bộ khi tham gia giao thông, thế nhưng vẫn còn có nhiều người vô tư sang đường theo kiểu mạnh ai nấy đi, gây nguy cơ mất an toàn cho chính người đi bộ và các phương tiện lưu thông trên đường. Giữa tiện lợi và nguy hiểm, chúng ta chọn điều gì? Tại sao những hành động này vẫn diễn ra thường xuyên? Đi như thế nào để không nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh? Hãy cùng chỉnh lại một chút, trả lời những câu hỏi này. Vâng, và lúc này thì tôi đang ngồi cạnh anh Hồ Khắc Hùng, quản trị viên của diễn đàn ô tô Fun. Đúng như anh chia sẻ, hôm nay câu chuyện của chúng ta là về xe căng hai, xe hai cẳng thì chỉ về những người đi bộ đấy ạ. Trước hết thì sau khi theo dõi những cái hình ảnh vừa rồi thì anh Hùng đã bao giờ rơi vào những cái trường hợp như thế chưa? Đã bao giờ đi bộ không đúng vị trí của người đi bộ chưa ạ? Thứ nhất là trong cái vai trò của người tham gia giao thông thì tôi đã chứng kiến rất nhiều và tôi thì cũng đã trực tiếp đối mặt với cả rất nhiều cái tình huống như thế. Ví dụ như năm ngoái ở trên đường cao tốc Láng Hòa Lạc tôi chạy về Hà Nội thì tôi gặp một trường hợp mà coi như sao đấy sởn tóc gáy, là lúc ấy tôi đi chạy tốc độ tương đối cao nhưng mà có một người đi bộ băng qua đường mà người ta không nhìn gì hai bên cả, người ta giống như là vận động viên về đích ấy, người ta phi thẳng sang. Và thực sự là lúc đó thì tôi vẫn xử lý được, nhưng mà cũng trong đầu thì cũng thầm cảm ơn ông bà là may quá ông bà thương. Thế nhưng mà sau đó thì cũng hơi có ý nghĩ là đối với cả những người mà coi thường tính mạng bản thân, coi thường cái sự an toàn của người khác, và đối với cả những người như thế mà nếu như mà người ta vẫn an toàn thì kể ra cũng hơi phí phí. Và tôi nghĩ rằng là cái góc nhìn ở cái đoạn phóng sự vừa rồi nó cũng khá là nhẹ nhàng và hóm hỉnh. Nhưng ở trên thực tế thì chúng ta cũng đã từng thấy nhiều vụ tai nạn xảy ra do người đi bộ băng qua đường đó, với những cái tình huống như anh cũng đã vừa chia sẻ rất là đột ngột, rất là nguy hiểm. Vậy thì theo anh, lý do gì khiến cho nhiều người đi bộ có cái thói quen như vậy, bất chấp tính mạng của mình để đi bộ không đúng nơi, không đúng chỗ? Vâng, tôi nghĩ nguyên nhân ở đây thì rất là nhiều, nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu nhất thì nó là cái ý thức của người đi bộ khi tham gia giao thông. Và ngoài ra thì còn có các cái nguyên nhân khác, ví dụ như là tôi nói đại đa số dân ta thì vẫn có thói quen là lười đi bộ. Đấy. Rồi một cái tâm lý nữa là chúng ta khá là chủ quan. Đấy. Tôi vẫn nhớ là có một cái bức tranh hoạt hình rất là ngộ nghĩnh của nước ngoài. Đấy. Là có một người đi ở trên đường nhìn thấy cái xe ô tô. Đấy. Nhưng mà ông ấy nghĩ trong đầu là mình không phải chạy đâu, nó sẽ phanh. Đấy. Còn cái anh lái xe ô tô thì lại nghĩ là mình không phải phanh đâu, nó sẽ chạy. Đấy, thế là cuối cùng là cả hai, một ông thì không chạy, một ông thì không phanh. Đấy. Và một cái tâm lý nữa, khi mà người đi bộ tham gia giao thông thì chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý là xe to khi mà xảy ra va chạm thì phải đền xe bé. Và khi mà người đi bộ va chạm với cả ô tô thì là ô tô phải đền. Đấy. Và một cái nguyên nhân nữa thì tôi cũng nghĩ là ở về phía cơ quan chức năng và đồng thời là về cái luật hiện hành của chúng ta. Ví dụ như hiện tại thì các cái cơ quan chức năng thì khá là ngại khi xử lý người đi bộ vi phạm. Theo như tôi biết thì đến bây giờ thì cũng đã có những cái trường hợp là xử lý phạt người đi bộ khi vi phạm giao thông. Nhưng mà hình như là đâu chỉ có vài ba trường hợp thôi. Và nó cũng có một cái thực tế như này, tức là nếu như mà bình thường, ví dụ như chúng ta điều khiển ô tô, chúng ta vi phạm giao thông thì chúng ta có thể là bị xử lý bằng cách là ví dụ như là giữ bằng lái hoặc là giữ phương tiện. Thế nhưng mà nếu người đi bộ mà người ta không mang theo cái gì cả thì chúng ta cũng, luật hiện tại thì chúng ta cũng chưa cho phép là giữ người. Đấy, chẳng nhẽ là giữ đôi dép. Đấy. Và đúng là chúng ta thấy rằng là người đi bộ là một cái thực thể tham gia giao thông rất là đặc biệt, với những cái yếu tố nó khác so với những cái người điều khiển phương tiện khác. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều người khi mà được hỏi thì cũng cho rằng là hiện nay ở trên đường đang, nghĩa là các cái phương tiện khác cũng không có cái sự nhường đường dành cho người đi bộ. Họ đi bộ đúng vạch kẻ sơn để sang đường cũng không được nhường đường, vì thế họ chọn cách là thích ở đâu thì ta qua đường ở đó. Đó là một trong những cái lý do chính được đưa ra. Vậy theo anh thì cái điều này nó có chính xác hay không? Cái đó tôi nghĩ cũng chính xác một phần. Tuy nhiên thì ở đây thì một lần nữa thì tôi vẫn nhắc lại thì chủ yếu nó vẫn là cái ý thức.
Tức là có nhiều người vẫn biện minh cho các cái vi phạm của mình ở đây là do cái hạ tầng ở Việt Nam kém, không được bằng Tây, thành ra là chúng tôi phải đi như thế. Thế nhưng mà có rất nhiều trường hợp mà tôi đã chứng kiến, ví dụ như là ở một cái ngã tư, một cái giao lộ, thì thay vì là người ta muốn đi từ góc bên nọ sang góc bên kia, thì thay vì người ta đi theo cái cạnh của hình vuông, thì người ta kẻ luôn một đường chéo đi cho nó tiện. Đấy, xen luôn vào các cái dòng phương tiện đan xen nhau rất là đông đúc và rất là nguy hiểm. Đấy, thì tôi nghĩ ở đây thì cái ý thức nó vẫn là cái quan trọng nhất. Vâng, và để đưa ra một cái kết luận cuối cùng cũng giống như tên của cái chuyên mục này, chỉnh lại một chút, anh đưa ra cái lời khuyên hay gợi ý gì để chúng ta chỉnh lại một chút thói quen để từ đó có thể khiến cho việc giao thông, tham gia giao thông trở nên an toàn hơn ạ? Dạ vâng, tôi thì tôi nghĩ cái phần này thì có lẽ là nó hơi to tát, nó thuộc về gọi là các cái vai trò của các cơ quan chức năng nhiều hơn, nhưng dưới góc độ là người tham gia giao thông và là một thành viên của diễn đàn AutoFun, thì như ở trên diễn đàn AutoFun thì anh em tôi thì vẫn hay thường xuyên là nhắc nhở, tuyên truyền nhau là thứ nhất là chúng ta phải tham gia giao thông đúng luật và đặc biệt là phải nhường đường cho người đi bộ. Tuy nhiên là khi mà chúng tôi không điều khiển phương tiện thì chúng tôi cũng là người đi bộ. Và với cái vai của người đi bộ thì đầu tiên là chúng ta phải có cái ý thức để bảo vệ chính bản thân mình, và sau đó là bảo vệ những cái người khác khi tham gia giao thông. Bởi vì chưa nói đến chuyện đúng hay sai, nhỡ mà có xảy ra tai nạn thì người đi bộ là người dễ bị tổn thương về thân thể nhất. Chắc chắn là thịt thì nó mềm hơn là sắt rồi. Và có, tôi xin phép có một chút ý kiến. Ví dụ như là hiện tại thì cái việc tuyên truyền về cái ý thức tham gia giao thông, tôi nghĩ là cái này là cần phải được nâng lên. Ví dụ như ở nước ngoài, một số lần tôi được xem trên các cái kênh TV của nước ngoài. Thì ví dụ như vào những cái giờ mà gọi là giờ vàng ấy, thì người ta phát những cái hình ảnh về tai nạn giao thông. Thì qua đó thì cũng phần nào góp phần là làm cho những cái người xem TV thì có ý thức hơn. Như các cụ có câu là chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ đấy. Đấy, nếu như mà chúng ta nhìn thấy những cái hậu quả xảy ra nếu mà chúng ta vi phạm thì lúc đó thì chúng ta sẽ có ý thức hơn. Một cái nữa là tôi nghĩ là cái công tác xử phạt thì hiện tại thì nó cũng chưa thực sự được nghiêm. Thì tôi mong muốn rằng là tuy là khó khăn đấy, thế nhưng mà các cơ quan chức năng là cũng vẫn cần phải tăng cường cái việc xử lý vi phạm đối với cả những cái người đi bộ không tuân thủ. Như vậy là chúng ta, như lời của anh Hùng đã vừa chia sẻ, cần phải có một cái sự tổng hòa giữa nhiều những cái biện pháp khác nhau, từ giáo dục, tuyên truyền cho đến xử phạt, và quan trọng nhất vẫn là tự mỗi bản thân, mỗi người sẽ đều nâng cao ý thức của chính mình để việc lưu thông trên đường sẽ trở nên an toàn và thuận tiện nhất. Cảm ơn anh Hùng rất nhiều về những chia sẻ trong buổi sáng nay ạ. Vâng, thưa quý vị, đúng là thời gian là một yếu tố vô cùng quan trọng. Đừng vì nhanh một phút của bản thân mình mà thành ra lại chậm nhiều phút cho chính bản thân chúng ta và cả những người xung quanh.